Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi kênh YouTube diễn giả Phan Đăng. Thưa quý vị, tuần trước thì chúng ta đã trôi theo dòng ký ức của nhà thơ Trần Đăng Khoa để gặp gỡ trở lại những nhà thơ lớn của Việt Nam, ví dụ như là Xuân Diệu và cả những nhà thơ lớn của Cuba, của Bulgaria nữa. Hôm nay thì vẫn là dòng ký ức đó, nhưng mà chúng tôi sẽ mời nhà thơ Trần Đăng Khoa gặp trở lại những nhà thơ thiếu nhi, những tác giả đã viết cho thiếu nhi nổi tiếng một thời. Em xin chào đón anh Trần Đăng Khoa sau một tuần đã quay trở lại kênh YouTube diễn giả Phan Đăng trong chuyên mục Phan Đăng Hỏi Chuyện. Và khi em nói đến những nhà thơ thiếu nhi đó thì anh có cảm xúc gì? Thực ra thế này này, những cái người gắn với thiếu nhi ấy, dạ, có nhiều dạng lắm. Dạ. Thứ nhất là những cái bạn là trẻ mà cùng làm thơ với tôi thời đó, hoặc là cái lớp đàn em của tôi. Đấy. Tôi cũng rất là cảm động khi trong một số các comment của một số độc giả ấy, có nhắc đến một số những cái bạn cùng làm thơ với tôi ở quê. Ở cái đội Chim Họa Mi ấy. Đấy. Đội Chim Họa Mi chính là cái tổ thơ của chúng tôi. Hồi học lớp 4 ấy, chúng tôi có làm một cái tờ báo tường. Hiện nay bây giờ nếu như mà các bạn mà xem trong cái phim của Pháp ấy, mà làm họ, về anh, họ quay về chúng tôi, dạ, thì có các bạn làm thơ của thời đó. Có một cái buổi mà sinh hoạt để rồi ra cái tờ báo mới. Đấy, ra tờ báo mới. Và hồi đó là chúng tôi đọc từng bài để mà bình. Đấy. Tức là bình thơ của nhau ạ? Bình thơ của nhau xem quyết định in hay không in. Đấy. Những cái tờ báo đó là thuộc của trường hay là của đoàn hay là gì? Không, tờ của một cái nhóm học sinh lớp 3 thôi. Tôi tự làm với nhau thôi. Chúng tôi tự làm với nhau. Dạ. Đấy, tự làm với nhau. Và hồi đó chúng tôi cũng in để bán cho lớp luôn. Lớp mua nói. Mua nghiêm túc luôn đấy. Mua nghiêm túc luôn. Và chúng tôi in được kiểu đất sét như ngày xưa Việt Minh mà in truyền đơn ấy. Tức là viết sẵn cái mực tím. Dạ. Đấy. Cái pha mực tím, pha đặc. Dạ. Sau đó thì xoa vào cái trong cái khuôn gạch. Dạ. Đấy, vì ông bố tôi là làm gạch mà. Dạ. Thế thành ra là làm cái đất sét ấy. Dạ. Để cái ướt nó hơi ẩm ấy. Thế thì cái tờ báo chữ đó nó in ngược vào cái khuôn gạch đó. Xong rồi chúng tôi lấy cái tờ giấy mới chúng tôi xoa lên một cái, thế thì nó in ra luôn. Thế ra trẻ con rất là thích cái đó. Mà cũng bán được đến 50 tờ đấy. Tức là mỗi một số là in 50 mỗi tờ. Mỗi số ấy. 50 tờ. Yeah. Mỗi đứa là mua một tờ luôn. Mỗi tờ bao nhiêu tiền? 5 xu. Trẻ con rất là thích. Đấy là một cái tờ báo mà gọi là tổ thơ Chim Họa Mi. Và vừa rồi là có người comment nhắc đến cái tổ thơ này anh? Có nhắc đến cái đó. Có nhắc đến một em bé là Trần Kim Dũng. Cũng trong tổ. Mà đó. Trần Kim Dũng là con bà dì ruột của tôi. Cậu này là bị mù mắt từ bé. Thế mà rồi cuối cùng là cậu còn đoạt được giải trong cái cuộc thi của báo Thiếu Niên Tiền Phong. Giải gì ạ? Thi thơ. Giải gì ạ? Giải thơ đấy. Giải nhất cuộc hay thi. Là giải... Không. Cậu ấy giải nhì thôi. Giải nhì. À, giải nhì. Tức là tôi sau 3 lần mà được giải nhất. Không cho thi nữa. Thì sau đó đến năm tôi 16 tuổi. Thì không còn được thi nữa. Thì nó phạm quy. Cho nên là Trần Đăng Khoa không được thi nữa. Thì các bạn trong tổ thơ ào lên. Để mà tranh giải. Còn cũng lại giành hết các giải. Từ cao cho đến thấp. Từ khuyến khích cho đến giải nhì là toàn là Nam Sách Hải Dương rồi đã không hết. Là cái làng tôi hết ấy. Làng gì anh? Làng Trực Trì. Trực Trì ở xã Nam Cô Sách. Tuấn. Dạ. Đấy cái tổ thơ Chim Họa Mi này. Nhưng và mà hồi đó tôi thì... còn có một cái bài thơ gọi là họp báo Chim Họa Mi đấy. Anh đọc luôn, anh đọc luôn ạ. Chiều nay tòa soạn họp ở nhà bạn Thúy Giang. Thúy Giang là em gái tôi. Dạ. Chủ nhà đã sẵn sàng ngả ra con lợn béo. Đầu tiên nhà thơ lộ tóc đỏ như dâu tôm, chưa bước vào đến cửa
đã đọc thơ ồm ồm lộ như là con lai đấy, con pháp đấy, chân tóc đỏ như dâu tôm, chưa bước vào đến cửa đã đọc thơ ồm ồm. Rồi đến họa sĩ lập tay cài chiếc bút lông, tay cầm quả bóng nhựa, vừa đi vừa tung tung. Cuối cùng nhà báo Tĩnh đánh một chiếc quần đùi, anh chàng vừa đi hôi, tay còn tanh mùi cá. Mấy nhà ngồi xuống đất bàn ra báo ngày mai, nhà thơ thì nói ngắn, nhà báo thì nói dài. Đang họp hành bận bịu, chủ nhà đã bưng lên toàn là chả với nem, những khoanh khoai lang luộc. Đấy là bài họp báo Chim Họa Mi, nghe rất là yêu, của cái tổ thơ chúng tôi thời đó. Nhưng sau này Trần Kim Dũng thì có làm thơ không anh? Trần Kim Dũng là có làm thơ, và thơ Dũng rất hay, mặc dù cậu là bị mù mắt từ bé, mù mắt chỉ còn một cái trí tí thông minh thôi, tức là chỉ cần nhận ra đường đi thôi chứ không đọc được. Thế mà Dũng làm thơ rất là hay. Mà đấy, cái một bạn comment gì đấy đã nhắc đến Trần Kim đã Dũng. Nhắc đến Trần Kim thế Dũng. Bây giờ thì Trần Kim Dũng và thơ Trần Kim Dũng còn được vào sách giáo khoa mà. À thế ạ. Bài Hương Nhãn đấy, Vua Sao Trong Vắt này, trong nhãn lồng đấy, Chim Ăn Trái Ngọt Bồi Hồi Nhớ Ông ấy. Vì ông là người mà trồng cái cây nhãn đó. Thế rồi còn nhiều bài thơ nữa của Dũng. Đấy, bồng bềnh võng mắc lưng đèo mà trông như một mảnh trăng treo cuối rừng. Thế rồi gì nữa, trời xanh kia là biển, đấy, trăng cong một mũi thuyền, đấy, mây nhấp nhô như sóng đang trào lên. Đấy, Dũng viết nhiều lắm. Thế bây giờ thì Trần Kim Dũng làm gì và sống như Dũng nào? Mất rồi. À dạ. Dũng mất rồi. Thế và còn có một cái câu nữa là: ôi đời em ngày tháng bóng tối trùm mênh mông, hôm nay em đến lớp được sáng mắt sáng lòng. Đấy. Và Dũng còn học hết lớp 10 ở quê cơ mà. Dạ. Đấy, và cậu phải nói là làm cả trường ca nói đấy. Thơ phải viết nói rất rằng nhiều. Là nói về thơ thiếu nhi đó, thì anh Trần Đăng Khoa đã trở lại với một kỷ niệm của một cái tổ thơ Họa Mi. Đúng báo rồi. Họa Mi. Đúng rồi. Rất là đẹp, và em nghe thôi là em thấy rất là đáng yêu. Nếu như những đứa trẻ mà có những cái sân chơi với những các cái tổ thơ từ nhỏ như vậy đó, thì tâm hồn sẽ được nuôi nấng. Và tất nhiên ta hiểu là mỗi một thời đại sẽ có một cái hình thức chơi khác nhau, nhưng mà có lẽ là ta phải có một cái chương trình riêng để bàn về sân chơi cho đúng những rồi bạn trẻ. Đúng rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải làm một cái chương trình sắp tới về cái chuyện này, nhân rồi. Chuyện mà anh nói về cái tổ thơ Họa Mi của anh, chúng ta đã bàn, chúng ta sẽ bàn về cái sân chơi cho trẻ con. Dạ. Rất cần có cái sân chơi đấy, nhưng cái đó sẽ nằm trong cái chương số có tới. Thể tuần tới. Dạ. Còn bây giờ tôi chỉ muốn nói thế này, cho đến nay gần như chả còn em bé nào làm thơ nữa. Đấy, đấy là một cái điều mà tôi không biết nói thế nào. Nếu gọi rằng là trẻ con nó lũi tàn cái khả năng thì tôi nghĩ không phải. Dạ. Có một bài báo ở trên cái báo An ninh Thế giới cũng bảo là ai đã ăn thịt thần đồng, thì tôi nghĩ là không nên đặt vấn đề như thế. Chả có ai ăn thịt ai ở đây cả. Thậm chí có những em bé nó không thích thì thôi, không thích thì nó có thể làm cái khác, một cái việc khác, chứ không nhất thiết có phải thơ. Yeah. Ví dụ tôi lấy ngay ví dụ như cô em gái tôi rồi. Đấy, nó làm thơ rất hay. Chị Giang. Nhưng mà cuối cùng nó bỏ thơ đấy chứ. Mà cái cô bé này là năm 3-4 tuổi, nó đã ứng tác ra thơ rồi. Y như là dạ thi đấy, y như Ngô Bích Hiền ấy, y hệt như thế. Đấy, cái hồi đó như thế. Cái hầm nhà em che xanh che đỏ, em ngồi ở giữa, thơm 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 thơm. Cái hầm mà kèo ấy. Đấy, ngồi giữa hầm mà thấy rất là bình an. Còn thấy là che xanh che đỏ, còn thấy được cái mùi thơm của cái đất. Đấy, của đất, của tre này. Tre mà nó bắt đầu nảy mầm ở trong hầm ấy. Thế thì
còn có những bài như thế, yêu rất hay là là còn yêu. có một cái bài để bàn về cái tẻ nhạt của hàng ngày ấy. Cô có một cái bài thơ cũng rất là vui. Em đi đến lớp, mở trang sách ra, lại gặp con lợn, lại gặp con gà. Chiều em về nhà, nấu cơm quét dọn, lại gặp con lợn, lại gặp con gà. Em hỏi anh Khoa vì sao lại thế? Mắt anh hấp hé, anh cười, nhe răng. Thế là cái cười nhe răng là cái rất tẻ nhạt, chả có nội dung gì cả. Đấy, và thực ra đây là bài thơ nó nói về cái sự tẻ nhạt thôi. Của đời sống ở đấy. Tẻ nhạt của đời sống. Dạ. Nhưng mà cái này thì cũng du tài lắm, chỉ có một câu thôi. Đấy, một câu tám chữ thôi. Nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng. Chứ cô bé này phải đến 12 câu. Chứ cô Nguyễn Du chỉ nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng. Mà chữ cỗ hôn hoàng là cỗ đảo ngữ, rất giỏi. Đấy. Thế thì cái cô Thúy Giang là sau này cô còn có một cái bài nữa. Cô có những cái câu mà phải nói là rất là thú vị. Ví dụ như tuổi thơ con ngủ trên mây. Khi mà cô ấy có đứa con đầu lòng ấy. Tuổi thơ con ngủ trên mây, mùa thu thì ngủ trong dây bìm bìm. Đấy, có những câu mà nhiều người nhớ được. Thế rồi có những câu mà Phạm Hổ rất thích. Bơi qua bóng núi thế mà cũng lâu. Để cô ấy tắm ở trên biển Vịnh Hạ Long ấy. Thế rồi còn một bài nữa viết về cái vỏ sò và ngọn gió. Em nâng trên tay bé xíu vỏ sò, gió từ ngoài biển thổi vào vo vo. Em hỏi gió ơi, ông cao lớn thế, vỏ sò bé tí, ông vào làm sao? Gió rằng tôi cao hơn ngàn núi đá, chính tôi làm nên muôn con sóng lạ. Nhưng vỏ sò ấy là nơi tôi sinh, ai không nhỏ bé với quê hương mình. Đấy, thì bài thơ rất là khá. Thế nhưng mà đồn đùng cái là cô ấy bỏ thơ luôn. Bỏ thơ sau này làm nghề gì hả anh? Làm cô giáo. À, một cô giáo làng. Không, một cô giáo dạy ở Cẩm Phả. À, Quảng Ninh. Không có làm thơ nữa. Hỏi vì sao thì bảo thôi nhà mình này, Bác Minh nhá, bác làm thơ đã đủ rồi. Và theo em chỉ cần một Bác Minh đã đủ rồi. Bác đã là thừa rồi. Thế em lại còn làm thơ nữa thì nó còn ra làm sao. Đấy. Anh lẽ Khoa... ra chỉ cần một mình Bác Minh thôi. Dạ. Một mình Bác Minh là đủ rồi. Đấy. Bác bây giờ bác làm nghề khác. Ví dụ như là bác móc cống chẳng hạn. Úi dồi. Đấy. Cô đã bảo thế. Tất nhiên nếu móc cống, bác phải móc cống giỏi hơn những thằng khác. Những thằng móc công khác, những anh chàng móc công khác thì bác sẽ có tiền. Hoặc nó không bác chuyển nhà chẳng hạn. Như ông Thần Đèn ấy. Bác học ông Thần Đèn mà nếu bác thành ông Thần Đèn thì cả dòng họ nhà mình vinh hạnh. Thế nhà mình chỉ cần một nhà thơ thôi. Bác Minh thế là đủ rồi. Đấy, Bác Minh thì là đủ. Lúc nãy anh Khoa vừa nói một cái bài thơ của chị Giang đó, tức là em gái anh mà anh nói là Phạm Hổ rất là thích. Và đấy cũng là điều mà em rất muốn trao đổi trong cái tập này. Đó là khi chúng ta nói về một cái thời thơ ca của thiếu nhi thì chúng ta cũng không thể nào không nói về những nhà thơ viết cho thiếu nhi. Mà Phạm Hổ chính là một nhà thơ viết cho thiếu nhi. Và em nhớ không nhầm nữa thì còn có một nhà thơ nữa mà hiện nay thì em nhớ được, đó là Định Hải. Tức là ngày xưa thì tụi em hay hát một cái bài mà bây giờ là các bạn trẻ cũng hát đấy. Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Thì hình như cái bài thơ đó, cái bài hát đó là phổ thơ Định Hải. Đúng rồi. Và không thể hiểu là tại sao lại có những cái bài thơ, những bài hát cho thiếu nhi cái thời đó nó đẹp đến như vậy. Thì anh Khoa có kỷ niệm gì với những người như Định Hải, những người viết cho thiếu nhi rất là hay không ạ? Tôi có thể nói là Định Hải và Phạm Hổ. Dạ. Phạm Hổ là hai nhà thơ rất quan trọng đối với tôi. Bởi vì hai bác này còn về với tôi trước cả Xuân Diệu nữa cả. À, tức là trước Xuân Diệu. Trước Xuân Diệu. À. Trước Xuân Diệu. Nhưng mà trước khi mà đến với Định Hải và Phạm Hổ, thì tôi muốn nói về cái cô em của tôi, là cô Thúy Giang ấy. Dạ. Phải nói là ngày xưa chính cô ấy gỡ bí cho tôi rất nhiều lần. Tôi lấy ví dụ như là cái bài mà tôi
tôi viết về em lớn lên rồi đấy. Dạ. Bài khi tôi 10 tuổi. Dạ. Tôi viết là năm nay em lớn lên rồi, không còn nhỏ xíu như hồi lên năm. Nhìn trời, trời bớt xa xăm, nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay, núi xa lốp xốp chân mây. Đến đây thì tôi bí, tôi không viết tiếp được nữa. Mấy ngày sau vẫn tắc ở chỗ ấy, xong tôi lại đọc lại, núi xa lốp xốp chân mây. Và không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Thì Giang đọc luôn là cái ao bớt nhớn, cái chày bớt to. Tức là em bé lớn lên rồi. Ừ. Đây. Đấy, thì Giang đọc luôn cái câu ấy. À tôi thấy thế hay thật, nhưng mà không thể dùng cái câu ấy của Giang. Vì mình đang bàn về cái núi, cái mây. Dạ. Đấy, núi xa lúc xuống chân mây thì không thể cái chày ra đấy được. Mặc dù chày với một cái em bé 5 tuổi thì dạ, nó là lớn. Dạ. Nhưng mà đặt trong bài thơ này thì nó buồn cười. Dạ. Đấy, thế nên từ cái đó nó gợi cho tôi để thành cái câu tiếp là bờ sông khép lại và hàng cây thấp dần, và nơi xa cũng hóa lên gần, quanh em bầu bạn quây quần bốn phương. Đến thế là đủ rồi, thành bài em lớn lên rồi rồi, bài thơ trọn vẹn. Thế nhưng thoạt đầu tôi không viết thế đâu, tôi còn rất là lên gân lên cốt nữa cả. Đấy, nhìn đâu cũng thấy quê hương, cũng đôi mắt bác yêu thương mỉm cười. Ha ha, em lớn lên rồi, em cùng cô bác người người lớn lên. Lớn lên đất nước quê em, nhìn xuống thằng Mỹ, tự nhiên bật cười. Ôi trời. Đấy, kinh khủng không? Gồng, gồng, gồng. Gồng à, mình lên. Sau này tôi thấy cái đó nó buồn cười. Thế là tôi cắt mấy cái câu đi. Chỉ cần nơi xa bỗng hóa nên gần, quanh em bầu bạn quây quần bốn phương. Thế là được rồi. Thế là được rồi. Dạ. Thế nhưng mà phải nói là trong số những cái nhà thơ mà gắn bó với tôi đấy, có hai nhà thơ có một vị trí rất đặc biệt. Đó là Định Hải và Phạm Hổ. Thế thì Định Hải là người mà đã về nhà tôi. Thoạt đầu là anh ở nhà xuất bản Kim Đồng. Hồi đó anh về nhà tôi với một cái mục đích là xem thằng Khoa có làm được thơ hay không. Đấy, anh về. Nhưng mà nói đến tên Định Hải thì tôi biết ngay. Vì thơ anh có đầy trong sách giáo khoa. Thấy cái hoa nở đấy. Đấy, rồi rất nhiều những cái bài thơ của anh. Đấy. Trái đất này là của chúng mình. Không, trái đất này là của chúng mình là sau này. Sau này, à. Chứ hồi đó là trùng trồng nụ, trồng trồng hoa. Thế rồi nhiều bài nữa. Quê em đây giữa ngàn cây, núi này, núi mây liền mây. Viết vào cô Tô Thị Dình ấy. Cô giáo Tày ấy. Đi mấy ngày cô mới tới, vượt bao đèo, qua mấy suối, cô có mỏi, cô có hay, đường nắm đá, rừng nhiều cây, vân 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 vân. Rất nhiều bài thơ của Đình Hải như vậy. Thế thì thơ của anh rất hay. Cái hồi đó là chúng tôi thích lắm. Rất thích thơ của Đình Hải. Đấy. Thế thì anh về nhà tôi với mục đích là để xem có thật Trần Đạo Khoa làm được thơ không. Đấy. Nhưng mà anh thì anh không như nhiều người khác là ra đề cho tôi làm. Người khác đấy, là nhưng toàn người ra khác, đề. Người khác toàn ra đề thôi. Đố, đố. Thế là chỉ cái cây dừa, thế này, cây dừa xanh tỏa nhiều tàu, giang tay đón gió, gật đầu gọi trăng, thân dừa bạc phách tháng năm, quả dừa đàn lợn, còn nằm trên cao đêm hè, hoa nở cùng sao, tàu dừa trước lược, trải vào mây xanh, vân vân. Thế chỉ cái vườn, tôi nói vườn em có một luống khoai, có hàng chuối mật với hai luống cà, em trồng thêm một cây na lá xanh vẽ gió như là gọi chim. Rồi những đêm lấp ló trăng lên, vườn em dậy tiếng dịu hiền gần xa. Hồi lúc cái bí rồi, cho nó kết luôn. Em nhìn vẫn thấy cây na lá xanh vẫy gió như là gọi chim, à gọi trăng. Ban ngày cho gọi chim, tối cho gọi trăng. Thế thì nhiều người cứ ra đề như thế, ra đề thế để làm. Đấy. Định thế Hải nhưng không mà ra đề. Định Hải không ra đề. Thế ông thử bằng cách nào? Ông ấy, nhưng mà ông ấy có cách thử của ông ấy. Bởi vì ông không cần thử thì người khác đã thử cho ông ấy rồi. À. Bao nhiêu người toàn về toàn yêu cầu tôi làm thơ hộ đấy mà. Dạ. Đấy. Thế và hồi đó là Định Hải còn làm thơ hộ tôi nữa cả. Đấy, ví dụ như các cô giáo ấy,
Nhà bạn là mùng 8 tháng 3. Thế thì em làm cho các cô một bài thơ mùng 8 tháng 3. Thế rồi người thì có người chết làm bài thơ gọi là thương nhớ. Thế rồi rất nhiều người. Đấy. Mỗi người một đề tài. Không ai giống ai cả. Đấy. Thế và tôi cứ thế tôi viết thôi. Và đến mức mà không xuể thì ông Định Hải còn nghề giáo ông làm hộ tôi. Ví dụ như có một cái bài mà làm cho các cô giáo chẳng hạn, ngày mùng 8 tháng 3 đấy, thì Định Hải viết hộ tôi. Đấy, mưa xuân tưới thắm bông hoa, bướm theo hoa suốt đường xa tới trường. Đây là thơ của ông Định Hải đấy, không phải thơ tôi đâu. Ngàn hoa tươi thắm quê hương, tô vào thêm đẹp con đường cô đi. Đấy, giờ bên dưới cũng đề là Trần Đăng Khoa. Nhưng thực ra không phải của tôi mà của ông Định Hải. Đấy là ông Định Hải, ông làm hộ. Thấy nhá. Thế từ đấy là Định Hải. Là những bài như thế. Định Hải viết hộ như thế. Và sau này thì anh ấy lại đưa tôi lên, đưa lên hiệu sách của thị trấn Nam Sách. Thì đây là lần đầu tiên tôi được ngồi xe đạp. À, chính là sau xe của Định Hải. Là chính sau xe của Định Hải. Lần đầu tiên trong đời đi xe. Và anh ấy cũng đã đưa tôi đi ăn phở. Và cũng lần đầu tiên biết ăn thế phở. Nào là phở. Mới hay hóa ra phở chả có gì là xa lạ cả. Nó giống như canh bánh đa nhà mình. Mà hôm ấy trời mưa lút thút đấy. Xong là anh ấy về nhà tôi một tháng. Rồi anh ấy đi. Và khi anh ấy đi thì cả tôi, cả cái Giang nó khóc rướt mướt đấy. Nhớ anh lắm. Quý anh Định Hải lắm. Đấy, rất yêu anh ấy. Thế xong đó thì anh ấy, hồi đó là anh ấy cắt mấy cái cân gạo cho mẹ tôi. Thế nhưng mà mẹ tôi thì chả làm gì bằng mấy cái cân gạo ấy. Thế bảo thôi không lấy. Không lấy thì anh ấy đưa tôi lên thị trấn Nam Sách ăn phở. Xong đó anh ấy vào cái hiệu sách. Anh ấy mua tặng tôi toàn những ảnh Lenin, các mắt đấy, Stalin, cả cái ảnh mà Lenin, Stalin chia tay ở bến đò ấy. Đấy. Thế giờ một người thì có cái con đò ở dưới sông, một người thì cầm cái áo bành tô vắt lên vai thế này. Chắc bây giờ là các bạn còn nhớ cái cái tranh thêu đó của Liên Xô. Thế mẹ tôi cứ rên rẩm, sau đó để về là treo đầy nhà, các mắt này, Mao Trạch Đông này, Stalin này. Đấy, thế thì mẹ tôi bảo khổ thế này là anh ấy lại mất mấy tháng lương của con anh rồi. Thế nên là cứ thương anh Định Hải như thế. Thì anh đã về nhà tôi như thế. Và sau đó thì anh lại có một cái bài thơ tặng tôi. Bài thơ viết tặng tôi. Mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ. Đấy. Mời anh đọc bài đấy luôn. Bài thế này này. Anh đến thăm em một sớm mùa xuân. Năm 68 mà. Nhẹ nhẹ mưa bay dệt nhung sắc lá, xui nhớ bụi tre cơn mưa mùa hạ, sấm đã đi xa có tiếng bé giang cười. Từ góc sân nhà nho nhỏ sáng nay, anh đứng nhìn khoảng trời xanh quê cũ, lá mía thơm lại bình yên giấc ngủ, mật động rồi lên sắc nắng trang thơ. Đấy. Chẳng thấy gà con sợ mưa rối rít, chúng lớn lên mỏ đỏ thắp trên mào, hai giọt nước không bao giờ khô được mà nắng soi vào lại hóa những ngôi sao. Đấy, mưa trong mắt em dây phơi thành chuỗi ngọc, cây trong hồn em có máu thịt như người. Đấy. Bảy sắc cầu vồng lại bừng lên rực rỡ và rạng ngời trong mắt của em tôi. Thế là bài anh Định Hải, anh ấy tặng tôi. Bài tên là bài Với Em. Viết tháng 8 năm 1968. Đấy là nhà thơ Định Hải. Còn nhà thơ Phạm Hổ thì lại có một cái kỷ niệm khác. Là hồi đó thì ông không về nhà tôi. Nhưng mà ông là biên tập viên của Báo Văn Nghệ. Đấy. Mà cái tờ Báo Văn Nghệ này thì ông anh tôi này đặt mua cho bà chị tôi. Chứ hồi đó ông Minh ông không để ý đến tôi đâu. Đấy.
ông để ý đến bà chị tôi. Vì bà chị tôi là rất yêu nghệ thuật. Đấy, nhưng mà bà chị tôi thì chỉ thích hát chèo thôi. Chứ này không thích chữ nghĩa đâu. Thế mang về nhà thì thoạt đầu bà ấy tưởng là văn nghệ, thì cứ tưởng là múa hát. Các cụ ở làng cũng tưởng là múa hát. Có người còn đến là xem thế nào, hóa ra tờ báo đen xì xì thì chả ai đọc. Đấy, thế cuối cùng là chỉ có mỗi tôi đọc thôi. Thì tôi rất thích cái tờ báo văn nghệ thời đó. Thế thì chính ra là nhờ có cái địa chỉ ở báo văn nghệ mà tôi biết báo văn nghệ và gửi bài đầu tiên gửi cho báo văn nghệ. Đấy. Thế thì cái bài mà gửi lên ấy, thì có thể nói rằng là những cái hồi đó thì tôi có những cái bài thơ mà phần lớn là viết theo yêu cầu thôi của mọi người. Ví dụ bác Lê Hào là trường Ty Giáo dục Hải Dương ấy, bác về nhà tôi. Trong lúc khi lúc ấy là máy bay ném bom vào cái kho xăng Đức Giang của Hà Bắc ấy. Đấy. Cái kho xăng Đức Giang nó cháy ngùn ngụt, đen sẫm cả một góc trời ấy, mà làng tôi nhìn thấy. Đấy. Rất là kinh khủng. Thế thì và bom ném dội ở phía cầu Phú Lương thì con chó nhà tôi nó chạy đi mất. Và con chó này nó khôn lắm, phải nói như thế. Và có những cái buổi mà phải nói rằng là tôi đi đâu thì con chó lẽo đẽo đi theo sau. Đấy. Con vàng đấy ạ? Không, gọi là con vàng. Nhưng thực ra nó không vàng. À. Ừ. Đấy thì hồi đó ví dụ như là nhà mà có một cái khúc cá kho thì mẹ tôi chọn cái khúc ngon nhất ấy, xong bảo tôi mang sang biếu bà. Hoặc là có bát canh cua ngon nhất thì mẹ tôi cũng múc một bát canh, sau này bảo tôi mang sang biếu bà. Mà bà để ở với cậu, cách nhà tôi một đoạn đường, phải qua bãi Tha Ma. Cho nên là đêm mà đi qua cái bãi Tha Ma sợ lắm. Như cái con chó nó đi theo tôi, nó cứ lũn cũ nó theo. Thế là tôi không còn sợ nữa. Và có những buổi rất đặc biệt là mưa phùn mà. Thế thì cái con chó cứ chõ mõm vào gầm giường mà sủa ngọng này. Và mẹ tôi tưởng là hay nó có trộm nó chui vào gầm giường. Bà bật diêm. Thì hóa ra Phan Đăng biết ở dưới đó là cái gì không? Là gì? Dưới cái gầm giường ấy. Một con rắn độc. Ôi trời ơi. Một con rắn độc. Nằm khoanh tròn. Nó chui vào trong gầm giường nhà mình. Trong gầm giường nhà mình ấy. Vì bên ngoài này đang mưa phùn. Ướt át để chó rắn độc chui luôn vào trong nhà ấy. Thế mà con chó cứ sủa ngọng lên thế thôi. Thế mà biết cái con chó rồi, mà biết cái con rắn rồi thì mình không ngại nữa, thì tìm cách để đuổi nó ra. Thế nhưng mà con chó là nó lao vào chiến đấu với con rắn, nó ngoạm một cái khúc ở giữa con rắn, cứ thế nó quật bên phải, quật bên trái, quật một lúc sau rồi con rắn coi như lả ra. Thế là con chó trở thành ân nhân của cả nhà. Thành ra là nhà tôi quý con chó lắm. Đấy. Đặc biệt là mẹ tôi không bao giờ ăn thịt chó. Và chúng tôi cũng thế. Tôi với chị tôi, anh tôi thế. Không ai ăn thịt chó hết. Và khi con chó chết thì bao giờ là cũng lấy một cái chăn cũ ấy. Nó nát rồi đấy. Coi như nó cuộn lại xong chôn ở dưới gốc cây khế. Chứ không ăn thịt. Nhà tôi tuyệt nhiên không ăn thịt chó. Đấy là như vậy. Thì con chó như thế tự dưng hôm ấy bom ném dữ quá. Thế nó bỏ nhà nó đi. Nhà buồn như có tang. Chị tôi khóc, em tôi khóc. Thế đúng lúc ấy thì bác Lê Hào lại đến chơi. Bác là giám đốc của sở Ty Giáo dục. Ty Giáo dục Hải Hưng ấy. Yeah. Hồi đó là Hưng Yên với Hải Dương là sáp nhập với nhau thành Hải Hưng. Thế thì bác ấy đến chơi. Đúng lúc con chó vàng, con chó nó bỏ đi. Thế thì bác ấy bảo thế cháu làm thơ về chó mất đi. Thế bác ấy đưa cuốn sổ ra. Thế nên như mọi lần đó, tôi viết luôn vào trong cuốn sổ của bác ấy. Bà thoạt đầu lấy tên ra, mất chó. Đấy, tao đi học về nhà là mày chạy sổ ra. Đầu tiên mày rối rít, cái đuôi mừng ngoáy tít. Rồi mẹ lắc cái đầu,
khịt khịt mũi rung râu, rồi mày nhún chân sau, chân trước chồm mày bắt, bắt tay tao rất chặt, thế rồi mày tất bật đưa vội tao vào nhà, dù tao đi đâu xa, cũng nhớ mày lắm đấy. Hôm nay tao bỗng thấy cái cổng rộng thế này, vì không thấy bóng mày nằm chờ tao trước cửa, không nghe tiếng mày sủa như những buổi trưa nào, không thấy mày đón tao, cái đuôi mừng ngoáy tít, cái mũi đen khịt khịt, mày không bắt tay tao buồn làm sao. Sao không về hả chó, nghe bom thằng Mỹ nổ, mày bỏ chạy đi đâu? Thật đầu tôi viết là mày sợ chạy đi đâu. Sau đó tôi nghĩ là sợ quái là thằng Mỹ. Đấy, ý thức rất là hách như thế đấy. Mày sợ chạy đi đâu, mày bỏ chạy đi đâu, tao chờ mày đã đâu, cơm phần mày để cửa. Sao không về hả chó, tao nhớ mày lắm đó, chó ơi là chó ơi. Xong bên giữa cần đề này, kỷ niệm ngày mất chó, mùng 3 tháng 4 năm 1967. Xong đến khi ấy thế rồi thì tôi thấy là lấy tên mất chó nó thô quá. Tôi rút một câu thơ lên để tôi lấy tên, tôi gạch cái mất chó đấy. Tôi đề sao không về hả chó, đánh dấu chấm hỏi. Thế là thành bài thơ. Bác Lê Hào thích lắm. Bác bảo cháu chép bài này gửi báo Văn Nghệ đi. Thế tôi chép, xong bác ấy gửi hộ tôi, gửi cho báo Văn Nghệ. Nhưng mà rất lạ kỳ là 5 ngày sau là tờ báo in luôn. Xong đó báo này gửi về nhà tôi. Lần đầu tiên anh đăng báo, được gửi ông báo đúng không? Không, bài đầu tiên không phải là bài Sao về vàng ơi. Dạ. Mà bài khác là bài Con bướm vàng. À. Thế thì sau đó thì là in cái bài này. Nhưng mà chỉ có điều là lạ là cái câu kết ấy không về chó ơi là chó ơi. Mà cũng không phải là sao không về hả chó. Thì bác Phạm Hổ bây giờ đang là biên tập. À, bàn tay của Phạm Hổ. Ông ấy sửa cho 2 chữ thôi. Chỉ có 2 chữ thôi. Mà siêu vô cùng. Sao không về hả chó. Thì ông thành sao không về vàng ơi. Và câu cuối cùng là tao nhớ mày lắm đó. Chó ơi là chó ơi. Thì ông ấy sửa thành vàng ơi là vàng ơi. Em thấy tài không? À, hóa ra vàng đấy là câu biên tập của Phạm Hồ. Phạm Hồ biên tập biên như thế. Biên tập. Thế lúc đầu là anh không hề viết là vàng. Không, không. À. Hồi đó tôi không viết được là vàng ơi. Bởi vì con chó nhà tôi là chó đen. À. Chó tôi còn chó mực. Đen kịt từ đầu đến cuối. Chả có một chữ nào vàng cả. Chả có một cái lông nào vàng. Chấm nào vàng cả. Ờ. Thế thành ra là tao nhớ mày lắm đó. Chó ơi là chó ơi là chó ơi. Thực ra đây là bài khóc bạn ấy chứ. Yeah. Nhớ bạn ấy. Bạn là một con chó. Tao với mày mà. Rất thân thiết như thế. Gần gũi như thế. Nhưng vàng ơi thì nó thơ hơn rất nhiều. Không. Vàng ơi nó thành tiếng khóc em ạ. Dạ. Tao nhớ mày lắm đó. Vàng ơi là vàng ơi. Thế thành tiếng khóc rồi. Yeah. Thế giờ khóc bạn này. Tao nhớ mày lắm đó. Chó ơi là chó ơi. Thì thế nào? Tệ hại quá. Đấy. Chỉ thay mỗi chữ vàng thôi. Nó khác hoàn toàn. Từ đấy tôi lại rút ra một kinh nghiệm. À, ra thơ là thế. Thơ là không phải cứ thấy gì kể nấy. Mà phải kể cái nó cần phải có. Mặc dù thực tế nó không phải như thế. Có những sự thật lại còn thật hơn cả cái thật. Đấy, thế thì cái bài học ấy là Phạm Hổ mang lại cho tôi. À. Phạm Hổ. Dạ. Và sau này thì ông cũng là người mà giám khảo chấm cái cuộc thi thơ của báo Thiếu Niên Tiền Phong. Thì tôi là giải nhất. Đấy. Tôi 3 lần dự thi ở báo Thiếu Niên Tiền Phong thì tôi 3 lần giải nhất. Thoạt đầu một mình tôi giải nhất. Đấy. Xong đến lần thứ 2 cũng một mình giải nhất. Lần thứ 3 thì coi như là cả Hoàng Hữu Nhân và Nguyễn Hồng Kiên, Hoàng Hữu Nhân và tôi và Cầm Thơ nữa, cùng được giải. Đấy anh em. Đấy. Thế thì coi như là mấy lần là đều được giải. Hóa thì ra do là Phạm Hổ chấm. Hóa ra là với Định Hải và Phạm Hổ, anh có những cái ký ức rất là đặc biệt.
Với Đấy, Đình Hải là anh được ăn bát phở đầu tiên trong đời. Đúng rồi. Anh được ngồi sau xe đạp đầu tiên. Đúng rồi. Đấy, thế còn với Phạm Hổ đó là một chữ chó thành chữ vàng thôi. Ừ. Mà anh có được một cái bài học làm thơ, ừ. một cái chuyện bếp núc trong nghề đó, ừ. rất là quan trọng. Thế mối quan hệ sau Không, này giữa anh... còn một câu nữa cũng Phạm Hổ chữa cho. À dạ. Rất hay. Là cái bài Ảnh Bác ấy. Vì hồi đó nhà tôi nghèo lắm. Ảnh Bác là cái ảnh xong là lấy gai bưởi cắm thẳng vào vách thôi. Chứ không có khung đâu. Đấy. Hồi đó chả có khung đâu. Lấy cái tức là gai ảnh bưởi. bìa, ảnh giấy, Ừ, xong ảnh lấy giấy gai thôi. đâm qua giấy vào Cái tường luôn. ừ, vào Dạ. thành tường Dạ. luôn. Nhà nghèo đến mức độ như thế mà. Thế thì sau đó thì tôi viết rất thật là nhà em treo ảnh Bác Bác Hồ. Hồ. Dưới là một cái bàn thờ đỏ tươi. Thì cái bàn thờ là cái bàn của nhà tôi. Và nó đúng như thế, thực tế Nó là như vậy. đỏ, bàn Dạ. đỏ. Thì là coi như cứ Tết thì là thắp hương ở đấy, cúng ở đấy, bày mâm ở đấy. Thế tôi gọi là bàn thờ đỏ tươi. Nhưng mà đến khi in trên báo văn nghệ đấy, cũng báo văn nghệ. Thì bác ấy chữa thành nhà em treo ảnh Bác Hồ. Bên trên là một lá cờ đỏ tươi. Đấy. Thì câu nó cũng là câu Phạm Hổ chữa. Chứ gần câu thơ của tôi không phải thế. Dưới là một cái bàn thờ đỏ tươi. Bây giờ nếu viết như thế thì cũng được. Đấy. Vì bác mất rồi. Đưa bác lên bàn thờ nó đúng quá. Thế nhưng hồi đó thì Bác Hồ vẫn còn khỏe. Đấy. Năm 67 mà năm này bài này là năm 66. Năm 67 bác còn ra lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước cơ mà. Đấy. Ngày 17 tháng 7 đấy. Cho nên là phải Năm chữa đi là 67. vì vậy Thế là thì bác còn đấy làm sao mà đưa bác lên bàn thờ như thế được. Thế bác còn viết là coi như là Hà Nội, Hải Phòng và các xí nghiệp có thể bị tàn phá song nhân dân ta quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thống nhất ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tôi còn thuộc toàn bộ lời kêu gọi của Bác Hồ cơ mà. Thuộc vanh vách từ đầu đến cuối đấy. Đấy, thế thì làm sao mà để đưa bác lên bàn thờ như thế? Thế thì đấy, Phạm Hồ chữa như thế. Tôi càng xác định rằng là à, thì ra không phải. Cứ thấy cái gì kể cái đó. Mà là cần phải nói cái, đưa cái nó cần có. Đấy, mặc dù sự thật có thể không có, nhưng cái vẻ đẹp ấy có khi nó đẹp hơn cả cái sự thật. Thì đấy là bài học tôi nhận ra từ cái mấy cái câu chữa của ông Phạm Hổ. Nhưng mà sau này thì mối quan hệ của anh với bác Đình Hải với cả Phạm Hổ ạ thì như thế nào ạ? Nó có sau này còn nhiều kỷ Rất niệm nhiều không? gắn bó, rất nhiều À, gắn bó. dạ. Sau này năm 1972 thì Phạm Hổ còn về nhà tôi nữa. À. Ông phóng xe về đấy cùng với ông Ngô Ngọc Bội, hai ông về nhà tôi. Và hồi đó thì ông về là để thông báo cho tôi một điều là Nixon Sơn vừa đến viếng mộ tại nhà ở tại Leningrad năm 72. Năm 72 khi đó là chúng ta đang căng thẳng lắm, giặc Mỹ là giải giải thuyền lôi xuống biển Hải Phòng nhé. Nè. Thế rồi là bom Mỹ thì kinh khủng. B-52 như thế nhé. Mùa đông Hà Nội năm 72. Ừ. Dạ. Đấy năm 72 nhé. Rất khủng khiếp cái Vâng. năm 72. Thế mà tự dưng này Nixon lại đến viếng mộ một cái em bé tên là Tanya 12 tuổi ở Nghĩa Trang Leningrad. Và nhiều người là coi như thấy Nixon còn nhỏ nước mắt ra. Còn còn ứa nước mắt mà tưởng là Nixon là người yêu trẻ con đấy. Thế thì lúc ấy rất nhiều người đã co thơ, ví dụ Vòng Hoa, Rớm Máu rồi vân vân, trên viên lên tiếng, nhiều nhà thơ lên tiếng. Thì lúc ấy Phạm Hổ phóng xe thẳng, cái xe Comarca đấy, phóng thẳng từ Hà Nội về nhà tôi. Lúc ấy tôi còn đi chăn trâu ở ngoài đồng vậy. Thế thì mẹ tôi phải đi tìm tôi về. Và hóa ra bác Phạm Hổ chờ ở nhà. Và vậy hiện nay có một sự kiện cháu ạ, là Nixon đến viếng mộ Tanya, bạn Tanya 12 tuổi, bằng tuổi của cháu.
Thế thì ở Nghĩa Trang Leningrad, và đài vừa mới có một cái bài xã luận là mà kẻ đang hấp hối chết đuối mà có người lại ném cho nó cái phao. Thế bây giờ tất cả thiếu nhi nó đang chờ tiếng nói của cháu. Đấy. Vậy thì cháu phải thay mặt thiếu nhi Việt Nam để cháu lên tiếng về cái vụ này. Đấy, cho nên là chú phải về đây và chờ bài thơ của cháu. Cháu viết ngay cho chú một cái bài thơ về Nixon. Đấy, viếng mộ tại nhà. Đấy. Thế là trong tôi lúc ấy thì cũng rất thoải mái thôi. Vì làm thơ theo kiểu này thì với tôi không phải là xa lạ gì. Đấy, trong tôi thì bắt đầu hiện lên cái bài thơ Em bé Hiroshima của Nazim Hikmet do Xuân Diệu dịch. Đấy, em gõ cửa, em đây gõ cửa. Chính em đây, em bé đây mà. Em hết chết thôi Hiroshima, nhưng em chết không còn sống nữa. Và đầu tiên là áo em bắt lửa, và sau em thân thể cũng cháy luôn, vân vân. Vậy em gõ cửa ở đây để xin mọi người cho em một chữ ký làm tòa, làm quà, để trẻ con được làm trẻ thơ. Đấy. Và con trẻ có quyền được ăn kẹo. Đấy, cái bài thơ như thế của Nazim Hikmet. Đấy. Viết về em bé Hiroshima. Em bé đã chết rồi. Và chính em đã đến gõ cửa tất cả mọi người để xin một chữ ký phản đối chiến tranh. Thế là trong tôi cũng hình thành một cái bài thơ về lời bạn gái 12 tuổi. Tôi cũng lấy lời của chính cái cô bé Tanya để lên tiếng phản đối Nixon. Và ngay lập tức ở trong tôi đấy, trong đầu đấy, hiện lên những bài thơ về nước Nga. Mặc dù hồi đó tôi chưa biết Nga, chưa đặt chân lên nước Nga, chỉ đọc thơ qua Pushkin thôi. Trên đường mùa đông vắng vẻ, chiếc xe ta mã băng đi, nhạc ngựa đều đều buồn tẻ, đều đều khắc khoải lòng khuê, vân vân. Rồi chiều tuyết lốc bay mịt mờ, đấy, buổi chiều đầy gió bão, tuyết lốc quay mịt mờ, khi gầm như mãnh thú, khi gào như trẻ thơ, khi sạc xào mái dạ trên nóc nhà xác sơ, khi ngập ngừng gõ cửa như khách đêm gái nhờ, mái lều ta quạnh hiu âm thầm không đốm lửa, bà ơi sao ngồi yên lặng thầm bên bếp lửa, hay là tiếng xa quay đó làm bà mệt mỏi, hay người đang mơ màng theo tiếng xa rền rĩ, hỡi bạn lòng ruột thịt những ngày sơ thơ cơ hàn, rượu đâu ta nâng cốc rượu vào nỗi buồn tan, hát con nghe khúc hát có con chim sơn tước sống lặng lẽ ngoài khơi, hát con nghe khúc hát có cô gái sương mai đi quẩy nước ngoài trời, và ngoài trời đầy gió bão, tuyết lốc quay mịt mờ, khi gầm như mãnh thú, khi gào như trẻ thơ, khi sạc xào mái dạ trên nóc nhà xác xơ, khi ngập ngừng gõ cửa như khách đêm ghé nhỏ. Thế là những bài thơ của Pushkin về cái ngọn gió mùa đông, về cái xe tam mã, về cái bóng bạch dương. Thế là toàn bộ cái đó hình thành ở trong tôi để tôi viết cái bài thơ này. Thế mà tôi viết cũng rất là Tây, tức là có những cái điệp khúc. Đấy. Các bạn ơi, tên phát xít Nixon vừa cúi mặt viếng tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân, từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi nghe hết, nếu mày sống thì ông cũng giết. Ai nhìn nghiêng sẽ tưởng hắn thương tôi. Đây là câu thơ tôi rất thích, và ngày xưa Tô Hữu cũng rất thích cái câu này. Ai nhìn nghiêng sẽ tưởng hắn thương tôi, giọt nước mắt lạnh buốt kia có thể lừa người. Tôi nhìn hắn trừng trừng vào mặt, và tôi hiểu hắn đã vay nước mắt. Tôi nhìn thấy răng hắn thì nhọn hoắt, kẽ răng còn vương vài sợi thịt trẻ con. Ý nghĩ hắn chạy từ đầu xuống chân, từ chân ngấm xuống đất sâu, nên tôi được biết, nếu ông là Hitler, ông sẽ thiêu mày không còn gì mà chôn hết. Rồi hắn khóc tôi không thể phì cười,
tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Tôi nhận ra máu tôi bọn phát xít Đức cướp đi, chảy dần giật vằn vèo theo hình chữ Y trên mũi nhọn diều hâu của hắn. Không biết hắn mượn ai bộ mặt đưa ma và vay ai nước mắt. Nước mắt xuyên qua đất, vỡ trong lồng ngực tôi ngàn vạn mảnh thủy tinh và sưng tấy lên khắp cả thân mình, ngày đêm nhức buốt. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng kêu từ dưới mộ của tôi? Đấy là cái bài thơ viết như thế và viết ngay tắp lự sau đưa cho nhà thơ Phạm Hổ. Và hai hôm sau thì bài thơ đã có mặt ở trên báo Văn Nghệ. Và sau đó cái tập thơ gọi Máu và Hoa của nhà xuất bản Văn Học ra đời thì cũng có cái bài thơ này. Đấy là cái tiếng nói có thể nói là rất kịp thời trong những năm chiến tranh là như thế. Thì cái đó chính là cái kỷ niệm với Phạm Hổ. Em hỏi hơi ngoài lề một chút. Sau này khi mà thời gian trôi đi, anh đọc lại bài thơ này, đọc lại cái cách mà anh viết thời điểm đó, với một cái đơn đặt hàng của Phạm Hổ, với những cái tư tưởng mà mình sống với thời điểm đó, thì anh có nghĩ khác đi điều gì không? Nếu cho anh viết lại thì anh có viết như vậy? Nếu viết lại thì đặt trong hoàn cảnh ấy thì tôi vẫn phải viết thế thôi. Dạ. Bởi vì cái chính thế này này, những năm ấy nó ác lắm. Đấy, cái máy bay mà coi như là hủy diệt ở Bạch Mai, hãy cứ nhìn đấy. Dạ. Chứ đấy đâu phải là quân sự gì đâu. Hay là những cái mái trường mà bị tan hoang chẳng hạn. Phố Khâm Thiên. Phố dạ. Khâm Thiên đấy. Phố Khâm Thiên. Cả một khu phố như thế, dạ, tan nát hết. Đấy. Cho nên mình phải hiểu là đây phải, là do phải đặt không cái đó đấy vào, dạ, trong hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó. Ấy thì mới thấy được. Dạ. Chứ đây không phải là không thể khác được. Dạ, em hiểu. Và những năm ấy là như thế thôi. Tôi trước đây tôi còn có bài thơ mà thời đó tôi rất là sướng đấy. Là coi như là ngu xuẩn nhất gì là Tổng thống Mỹ. À đúng rồi, anh có cái bài đó đúng không? Sau này nhiều người cũng chửi tôi về cái đó, sau này ngu xuẩn nhất gì là Tổng thống Mỹ. Và tôi bảo trước sau tôi vẫn không thay đổi. Nhưng mà cái bài đó bây giờ đọc lại thì tôi thấy trong không khí của cả bài thì nó chớ ra. Nó chớ ra. Đấy. Và hay nói ở Mỹ là con vịt bầu hay hỏi đâu đâu, là con cho vẹn hay chăn dây điện, là con nhện con ăn nó quay tròn, là cối xay lúa mồm thở ra gió, là chiếc quạt hòm không thèm cỏ non, là con trâu sắt dòng phun nước bạc, là chiếc máy bơm đấy dùng miệng nấu cơm, là cua là cáy đấy, là bắn tàu mới cháy, là khẩu súng trường người em yêu thương, là chú bộ đội trong ngoan học giỏi, là bạn thiếu nhi ngủ xuẩn đến gì, là Tổng thống Mỹ. Thì cái câu ấy bây giờ sau này đọc lại thì tôi thấy nó không phù hợp, bởi vì là toàn bộ cái không khí này nó đồng dao. Mà tự dưng lại đưa cái Tổng thống Mỹ vào. Thì nó không ổn. Nó không ổn. Thì tôi bỏ cái đó đi. Tôi chỉ cho hoàn toàn không khí đồng dao thôi. Dạ. Tôi lại chỉnh lại. Là chẳng vui cũng nhảy, là chú cọc cào. Đêm nằm đã đêm sau là ông cọc tía. Dữ dàng cảnh khế là chị trẻ. Hay mua sập xè là cô chính trị. Đấy, rồi lại đọc lại từ đầu. Hay nói ở Mỹ là con vịt bầu. Yeah. Thì trở lại cái này nó như là một cái bài thơ vòng tròn này. Yeah. Thế nhưng mà cái đó là vì là cái này là đưa Tổng thống Mỹ vào không hợp. Yeah. Chứ không phải tôi thay đổi cái góc nhìn của tôi về Tổng thống Mỹ. Và đây cụ thể là ông Nixon. Ở trong thời điểm đó. Trong thời điểm đó là, yeah, ông Nixon. Chứ sau này tôi rất yêu Obama. Yeah. Tôi rất quý Obama. Yeah. Tôi rất quý Bill Clinton. Đấy, và tôi sang Mỹ, tôi rất quý các vị. Đấy, rồi là kể cả ông Trump, rồi ông Biden, tôi cực kỳ quý các ông ấy luôn. Đấy, nhưng mà Nixon thì không phải. Thế và bảo là tại sao ngày xưa anh lại như thế, viết như thế, bây giờ anh lại quay mũ giáo. Không phải, tôi chả có quay gì cả, trước sau như một. Nixon là như thế. Em hiểu, mình sẽ không bàn sâu về các cái câu chuyện chính trường ở trên cái diễn đàn như thế này. Mình không, mình chỉ đang không nói bàn về thơ thôi. Ừ. Thì em muốn trở lại một chút, như vậy là hóa ra nói đến Định Hải này, nói đến Phạm Hổ này, là biết bao nhiêu ký ức làm thơ của anh. Đúng rồi. Và sau này nữa thì anh cũng rất là gắn bó với Định Hải và Phạm Hổ.
Trước khi chia tay khán giả, anh Khoa có muốn nói điều gì và nếu có thể thì đọc một bài thơ của một trong hai nhà thơ đấy được không? Định Hải và Phạm Hổ thì thế này, bác Phạm Hổ thì bác ấy mất rồi. Dạ. Tôi đã có một cái bài viết là Người ở Cõi Thần Tiên, viết về bác Phạm Hổ. Bài rất cảm động. Tôi chỉ viết có hai gang thôi, nhưng phải do nó ra hết Phạm Hổ, kể cả cái tài của ông, cái đóng góp của ông ấy, thơ thiếu nhi và cả thơ người lớn đó. Dạ. Đấy là như vậy. Thế còn Định Hải thì hiện nay là ông đang bị ốm. Ông bây giờ gần như là nằm bất động rồi. Ông năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Ông sinh năm 1937. 37. Thì năm nay ông ngoài 80. Đấy, ông ngoài 80 rồi. Không, gần 90 rồi đấy. Ông cũng cũng tuổi cao rồi. Đấy. Thế nhưng mà Định Hải có một điều rất đặc biệt. Là ông chỉ có hai cô con gái thôi. Ông là con nhà thơ, à em. Ông là em nhà thơ Nguyễn Bao. Hai anh em đều ở Thanh Hóa và cả hai anh em đều làm thơ, nhưng mà Định Hải đặc biệt là làm thơ rất hay. Ông còn có một cái tập thơ rất là đặc biệt là cái tập thơ Nụ Hôn Học Trò ấy. Tôi có cái bài thơ gọi là tặng cái cô bé mắt lác ngày xưa đấy, nhưng mà Định Hải nó có cả một tập thơ về Nụ Hôn Học Trò cả, mà viết cũng rất hóm đấy, nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa ra được. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể in được đấy. Thì hiện nay là ông đang 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 rất vất vả về mặt sức khỏe, nhưng mà ông có một điều rất lạ là ông đã có một cái cô con gái đầu lòng làm thơ rất hay, là Nguyễn Thanh Trà. Nguyễn Thanh Trà trước đây thì tôi nhiều lần đến thăm Định Hải. Thế nhà anh chị là ở trong một cái nó gọi là cái đường hầm, nó gọi là nó giống như cái phòng ở dưới hầm để chứa đồ này, chứa đồ của nhà xuất bản Kim Đồng là 64 bà Triệu ấy. Tôi chỉ thấy hai cô con gái của anh ấy rất xinh, trông như hai công chúa đấy, nhưng mà trông ẻo lả. Thế Thanh Trà là một cái cô bé mà sau này học rất giỏi. Nó học ở, cô ấy học ở Nga. Học ở Nga. Và nhưng mà gần đây, trong vòng khoảng 2-3 năm trở lại đây thì cô ấy làm thơ. Và thơ rất đặc biệt. Tôi thấy thơ Thanh Trà còn hay hơn rất nhiều thơ của các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ôi trời. Ừ, thực sự thế đấy. Mà cô ấy không hề gửi in ở đâu cả. Chẳng hay in đâu. Nhưng cô ấy đến hàng trăm bài rồi. Trên Facebook thôi ạ. Trên Facebook thôi. Dạ. Em vào cái Nguyễn Thanh Trà mà em đọc. Dạ. Nhiều trạng huống. Là viết rất hay. Viết rất hay. Cho nên là giỏi nhà ai, công. Quay nhà đấy. Giỏi nhà ai quay nhà ấy đấy. Dạ. Còn nhà công không giống lông, giống cánh. Dạ. Và thậm chí là thơ còn hay hơn cả thơ bố và thơ bác nữa cả. Đấy, Nguyễn Thanh Trà. Em cứ vào đây em đọc nó xem. Cái cô bé này rất đặc biệt. Và tôi cầu mong bác Phạm Hổ thì đã đi xa rồi. Dạ. Thế nhưng mà bác Định Hải thì hiện nay vẫn còn, nhưng mà sức khỏe thì đang rất là nguy kịch đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Dạ. Tôi cũng đang hồi hộp từng ngày một đấy, để lo lắng cho anh Định Hải. Dạ. Đấy là như vậy. Vậy thì cũng qua chương trình này thì chúng ta cùng gửi một lời chúc sức khỏe đến bác Định Hải, đúng không ạ? Để bác có thể vượt qua tất cả những cái gì đó của sức khỏe, những cái khó khăn về sức khỏe, để hy vọng một lúc nào đó, biết đâu đấy bác lại xuất thần viết thơ trở lại. Tôi cũng cầu mong như thế. Dạ. Thôi chỉ cần là bác khỏe mạnh. Dạ. Để bác có cái thời gian bác đọc thơ của chính con gái bác thôi. Rất là nhân văn. Thì tôi thấy đấy là một cái điều cũng rất là thú vị. Nhưng tôi cũng không biết là bây giờ bác Định Hải có còn tỉnh táo để đọc thơ con gái mình không? Để mừng cho con hay không? Dạ. Đấy là như vậy. Em cảm ơn anh Trần Đăng Khoa với những cái chia sẻ mà nó mang đượm tính thế thái nhân tình trong một cái tập mà anh em mình gặp nhau như ngày hôm nay. Và phải nói rằng là cứ mỗi một tập đó, chúng ta ngồi chúng ta nói một câu chuyện,
Mặc dù chỉ là những câu chuyện rất là ngẫu nhiên, rất là thoải mái, không có một kịch bản nào cả. Nhưng mà đến những cái phần mà kết thúc của cái tập đó là em thấy trong mình cũng luôn luôn còn những cái cảm xúc đến từ những không khí ở trong những câu chuyện mà anh chia sẻ. Rất là cảm ơn anh đã tạo ra những không khí đó ở trên YouTube diễn giả Phan Đăng. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi xin cảm ơn Phan Đăng. Dạ. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả các quý vị, các anh, các chị, những người đã theo dõi chúng tôi và luôn luôn động viên chúng tôi. Đấy, chính vì cái sự yêu mến của các anh, các chị mà chúng tôi còn có thể trở lại. Dạ, em cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh vào tuần tới. Rồi, xin cảm ơn. Chúng tôi xin chào và xin chân thành cảm ơn quý vị.